cái gì đây? Trang, toang rồi. Thằng Khánh nó bảnh mày lên. Nhưng mà đây là ảnh ghép mà. Nhưng mà vấn đề là có phải ai cũng biết là ảnh ghép đâu. Sao nó hãm thế nhở? Hết lần này lần khác chơi xấu mày. Cái loại đàn ông như thằng Khánh ấy, đúng là không phải tha thứ được. Đúng là lối sống buông thả, yêu đương phóng đãng đến mức này. Thế mà lúc nào mẹ cũng trách con là khắt khe với cái Trang. Đấy, bây giờ mẹ nhìn ảnh như thế mẹ thấy thế nào? Mẹ có chấp nhận được không? Thế mà hễ còn cứ góp ý thì lại tôn trọng tự do cá nhân. Để cho tự do sinh hoạt một cái là bôi do chát chấu vào cả cái gia đình này luôn. Úi dồi ôi, ôi giời, sao lại phơi bày hết tất cả cơ quan đoàn thể ra cho thiên hạ người ta ngắm thế này? Trang ơi là Trang, Trang, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bỏ ngay cái tính tờ bỏ tọc mình anh đi. Đây không phải là việc của cô, đừng có mà xen vào. Mẹ à, bây giờ ở trên mạng ấy, hễ mà có chuyện gì là người ta lôi ra bàn luận chửi bới ngay. Mà nhìn cái ảnh này thì 10 người đến 11 người người ta bảo là không thể là con nhà có giáo dục được. Đúng, thế là người ta gọi là đồi, à, đồi phong bại tục. À, chết, người ta chỉ gọi đồi đồi. Đi vào trong kia. Hay ho lắm mà bà tán. Con nghĩ là người cùng gia đình thì con góp ý để cho cháu nó cháu tiến bộ. Mẹ, sao chuyện đến nước này mà mẹ vẫn không tỏ thái độ gì? Cả con nữa. Chuyện nhà mình thì lo chưa xong, đừng có bao đồng. Mẹ yêu cầu con chấm dứt ngay chuyện này, không nói nữa. Vâng ạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ con mới biết, lo cho cháu mình cũng là bao đồng đấy ạ. Con xin phép. Bố ạ. Cái gì đây? Cái này là ảnh gì? Con không biết ạ. Con không chụp hình này ạ. Mặt mày rõ ràng thế này, mày kêu là không biết à? Hay là cái lúc nó chụp hình, người ta gạ gẫm dụ dỗ như mày mà mày không biết thế nào đúng sai à? Ủa? Con nói rồi ạ, con không chụp loại ảnh như thế này ạ. Thế thì cái gì đây? Bà nội xem xong cái ảnh này nhắn cho tao là bảo mày về ngay để nói chuyện. Mày hư hỏng đấy thì quá đáng lắm rồi đấy. Con nghĩ là ngay bây giờ hai bố con mà có nói chuyện ấy, thì cũng chả giải quyết được cái gì đâu ạ. Con xin phép bố con về phòng. Mày đứng lại cho tao. Dám làm dám chịu, đừng có né tránh. Con không hề né tránh, chỉ là con muốn chờ cho đến khi nào bố thật sự bình tĩnh thì con mới dám trình bày ạ. Với lại con mong bố không mày tao với con ạ. Nếu mày tử tế, cư xử đàng hoàng thì tao có xưng hô như thế không? Mày hư hỏng, mày làm cho tao và cả cái gia đình này quá xấu hổ đấy. Con làm gì ảnh hưởng đến gia đình mình ạ? Thằng Khánh nó muốn hại con, nó ghép mặt con vào. Chính ra bố và gia đình mình phải thật sự tỉnh táo và đứng ở phía con chứ ạ. Phải bênh vực con chứ ạ. Tại sao bố chưa tìm hiểu kỹ mà bố đã mắng chửi con như thế? Bố với bố Thuận lúc nào cũng chỉ quan tâm đến thể diện, đến thanh danh. Thế còn cảm xúc của con, tâm trạng của con, có ai quan tâm không ạ? Có ai bận tâm đến không ạ bố? Con bị lăng mạ, bị sỉ nhục, bị tung cái đồ bịa đặt về con, nhưng không một ai quan tâm đến con hết. Không một ai cảm thông chia sẻ với con cả. Nếu như đúng như bố nói là con dám làm dám chịu
thì con xin phép bố cho con tự xử lý chuyện này ạ. Con lớn rồi, con tự quyết định chuyện của mình được ạ. Ok Trang, bố cho đây là Trang, đứng lại. Cái gì thế này? Mày làm cái trò gì thế này? Ai cho phép mày xăm hình? Mày, mày hư hỏng quá đấy, chứ tưởng tượng đấy, tao không thể chịu nổi nữa. Cơ thể thuộc quyền sở hữu của con. Con xăm cái gì là do con tự quyết định. Tại sao con phải xin ai ạ? Mày nói thế à? Mày nói với bố mày thế à? Sao anh lại đánh con thế hả? Trang, Trang ơi, khổ quá, sao anh nóng tính thế? Trang ơi, đúng là lối sống buông thả, yêu đương phóng đãng đến mức này. Thế mà lúc nào mẹ cũng trách con là khắt khe với cái Trang. Đấy, bây giờ mẹ nhìn ảnh như thế mẹ thấy thế nào? Mẹ có chấp nhận được không? Thế mà hễ còn cứ góp ý thì lại tôn trọng tự do cá nhân, để cho tự do sinh hoạt một cái là bôi do chát chấu vào cả cái gia đình đấy luôn. Úi dồi ôi, ôi giời, sao lại phơi bày hết tất cả cơ quan đoàn thể ra cho thiên hạ người ta ngắm thế này? Trang ơi là Trang, Trang, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bỏ ngay cái tính tò mò tọc mạch anh đi, đây không phải là việc của cô, đừng có mà xen vào. Mẹ à, bây giờ ở trên mạng ấy, hễ mà có chuyện gì là người ta lôi ra bàn luận chửi bới ngay. Mà nhìn cái ảnh này thì 10 người đến 11 người người ta bảo là không thể là con nhà có giáo dục được. Mày dự định khi nào đi du lịch à? Mẹ, mẹ sao thế à? Con vừa hỏi gì mẹ đấy? Con hỏi là khi nào mẹ đi du lịch ạ? Tạm hoãn rồi con ạ. Cũng có người này người kia bận, thôi để dịp khác cho nó thuận tiện. Dạ. À mà mấy hôm nay Hiếu nó có cãi cọ hay gây áp lực gì cho con không hả? Anh Hiếu bình thường rồi mẹ ạ. Con thấy hai bố con cũng hóa giải được nhiều rồi, nên mẹ không cần phải lo lắng quá đâu ạ. Cái đám trẻ bây giờ chúng nó thẳng thắn bày tỏ quan điểm, nhiều khi cũng không quan tâm đến cảm xúc của người lớn. Có chuyện gì đúng không? Muộn quá, không được. Trong tuần này phải xong. Thứ bảy chủ nhật cũng được. Cậu gửi lúc nào tôi đọc lúc ấy. Dạ vâng. Vậy thì muộn nhất là chiều chủ nhật em gửi anh ạ. Em chào anh ạ. Gì đấy? Anh làm cái gì mà em gọi cả chục cuộc, bây giờ mới chịu nghe máy? Nhỏ giọng thôi, gắt gỏng cái gì? Từ nãy anh bận việc. Bận việc gì? Ở đâu? Đang bù đầu với công việc mà em hỏi nhiều thế nhở? Cứ mở máy lên là anh đang ở đâu, anh đang làm gì? Anh không có gì khuất tất thì không việc gì phải cả vú lấp miệng em. Sợ em thật rồi đấy. Cái gì cũng có thể vận vẹo được. Tóm lại là đang ở công ty. Anh bật video lên đi, em muốn kiểm tra. Nếu như đúng như bố nói và con dám làm dám chịu thì con xin phép bố cho con tự xử lý chuyện này ạ. Con lớn rồi, con tự quyết định chuyện của mình được ạ. Ok Trang, bố cho đây là Trang, đứng lại. Cái gì thế này? Mày làm cái trò gì thế này? Ai cho phép mày xăm hình?